Hello các bạn, hôm nay thì Cua Vlog 61 sẽ đi dự sự kiện ra mắt của Honda nha. Thì hôm nay Honda đã ra mắt chiếc Honda Vario 160 phiên bản chính hãng. À, chà chà, cái kiểu này thì những anh em tư nhân của tôi nhập một lần 1-2 công thì mất ăn mất ngủ rồi. Về quyền lợi khi mà các bạn mua Vario chính hãng thì các bạn sẽ có những gì? Mình sẽ điểm qua nhanh cho các bạn một tí xíu rồi mình đi test drive nha. Thì như các bạn cũng biết thì khi các bạn mua Vario chính hãng các bạn sẽ được hưởng trả góp ưu đãi. Sử dụng app My Honda Plus để theo dõi thông tin bảo trì bảo dưỡng của xe, đội ngũ kỹ thuật viên sửa chữa tiêu chuẩn toàn cầu, mà hai cái này thì mình thấy không có vấn đề quan trọng lắm các bạn ha. Và các bạn sẽ được bảo hành chính hãng 3 năm hoặc 30.000 km tùy vào điều kiện nào tới trước. Thì cái vấn đề chính hãng, cái vấn đề mà bảo hành chính hãng này các bạn, thì khi mà các bạn mua xe nhập khẩu á, các bạn sẽ không được hưởng bảo hành hư hay lỗi từ nhà sản xuất. Mình ví dụ như cái mặt đồng hồ, thì nếu như mà các bạn muốn thay thế và sửa chữa hư lỗi mới mua xe về 1-2 ngày mà hư lỗi mặt đồng hồ, mình thí dụ thôi nha các bạn, thì các bạn phải bỏ tiền ra vài triệu đồng thì các bạn mới có thể mà thay thế cái mặt đồng hồ được. Còn nếu như mà bảo hành chính hãng á, thì các bạn sẽ lỗi từ nhà sản xuất, được Honda kiểm tra là lỗi thì Honda sẽ bảo hành chính hãng các bạn là thay hoàn toàn miễn phí cho các bạn luôn. Đó là các bạn cứ yên tâm vấn đề đó ha. Đó là cái quyền lợi về bảo hành chính hãng. Và tiếp theo là cái vấn đề mà trả góp ưu đãi mình cũng muốn nói với các bạn. Honda đã đưa ra cái mức trả góp ưu đãi cho các bạn rồi. Có nghĩa là trong khoảng thời gian sắp tới khi mà ra mắt xe tại cửa hàng rồi á, xe về tới đại lý thì có thể Honda sau 1 tháng thì sẽ cho ra mắt cái trả góp ưu đãi lãi suất 0% hoặc là 0.79%. Đấy. Thì cái vấn đề trả góp này thì theo mình làm ở Honda nhiều năm rồi á các bạn, thì mình có thể nghĩ là Honda Vario sẽ được trả góp lãi suất 0% nha các bạn. Mà nếu như mà có trả góp 0% thì ôi rồi ôi, mấy anh em xe tư nhân của chúng tôi là ăn hành mất rồi. Rồi thêm vào đó thì anh em hỏi mình á, là cái giá xe của Honda Vario ngoài chính hãng khi mà nó về tới đại lý á, nó có chênh lệch giá cao hơn khoảng 1 vài triệu hay không? Nó có mắc hơn hàng nhập khẩu hay là không? Thì theo mình suy đoán thì nó sẽ bán ngang ngửa giá với lại Honda, với cái giá mà đề xuất của Honda chính hãng đó. Hoặc là có thể sau một khoảng thời gian sẽ hạ xuống một tí xíu nữa, có thể là sẽ được hưởng trả góp 0%, hoặc cũng có thể chương trình khuyến mãi như là miễn phí thế chấp bạ cho các bạn, hoặc là tặng 4-5 triệu như Honda Winner X vậy các bạn ha, hoặc tặng điện thoại này nọ kiểu đó, rất nhiều chương trình khuyến mãi. Tại vì mẫu Honda Vario này hiện tại là cái thị trường bên nước mình á, người ta chơi nó thô, người ta chơi nó không được đẹp và cái doanh thu của nó thì không được cao, nên là người bắt buộc Honda phải cho một cái mức giá thật là hợp lý và khuyến mãi nhiều thì các bạn mới để mắt để ý tới thằng Honda Vario 60. Và mình cũng điểm nhanh qua cho anh em một số thay đổi của xe chính hãng so với xe nhập khẩu là như thế nào ha. Thì trên xe chính hãng các bạn có thể thấy là nó đã được loại bỏ cặp sừng ở trên mặt nạ rồi. Và bạn nào hiện tại mà đang đi Vario nhập khẩu muốn bỏ cặp sừng đó thì các bạn có thể mua của chính hãng mà mình lắp vào ha. Thì trên phiên bản phanh ABS thì nó sẽ là có hai phanh đĩa, hai con heo dầu Nissin, không có khóa thắng tay. Còn đối với phiên bản mà phanh CBS một heo dầu thì nó lại bê luôn nguyên cái khóa thắng tay của Indo về. Đã thô mà nay còn thô hơn nữa các bạn. Nếu như là của Honda Việt Nam các bạn để ý những chiếc xe mà của E-Black hay là Vision này nọ thì cái khóa thắng tay nó nhỏ gọn như một cái que thôi. Đằng này thì nó bê luôn của Indo về luôn các bạn ha. Rồi thì Honda Vario nó còn có những cái phụ kiện đi theo nữa. Chính hãng á, thì nó sẽ có một kính chắn gió rất là đẹp. Anh em nào thích thì mình có thể lựa chọn cái kính chắn gió đó. Và kính chắn gió đó thì nó có in cái chữ là Honda Việt Nam gì đó, làm như người ta không biết là Honda Việt Nam sản xuất hay gì, phải in cái chữ lên, nhìn nó hơi bị phèn tí xíu nha các bạn. Rồi còn về giá bán hay là màu sắc thì mình sẽ điểm một tí xíu cho anh em. Anh em cũng biết rồi, Honda mà màu sắc nhiều, phiên bản nhiều và giá tiền cũng nhiều, mức giá khác nhau. 4 màu xe mà lại 4 phiên bản. Đấy, có nghĩa là phiên bản này nhìn một cái là biết màu này là phiên bản nào, màu này phiên bản nào luôn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn cái giá bán ha. Rồi các bạn đã thấy đó, phiên bản tiêu chuẩn là phiên bản thấp tiền nhất, phiên bản phanh CBS màu đen bóng nó sẽ có mức giá là 51.690.000 đồng. Phiên bản cao cấp phanh CBS màu xanh nâu thì đối với phiên bản cao cấp từ đó tới giờ Honda luôn cho nó những cái nhựa đen, ổ nhựa nâu và yên nâu thì mức giá của nó là 52.190.000 đồng. Tiếp theo là phiên bản đặc biệt thì là phanh ABS nó sẽ có màu đỏ đen là 55.690.000 đồng. Cuối cùng là phiên bản mắc tiền nhất là phiên bản thể thao phanh ABS màu xám đen, màu xám xi măng đó các bạn, sẽ có mức giá là 56.190.000 đồng. Anh em hỏi mình là cái giá hiện tại của Vario nhập khẩu và cái Vario chính hãng nó chênh lệch bao nhiêu, thì mình cho các bạn biết luôn là nó chênh lệch chỉ có 1-2 triệu thôi. Xe nhập khẩu nó chỉ có hai phiên bản duy nhất thôi, chỉ riêng hai phiên bản thôi. Màu bóng là phiên bản phanh CBS, còn màu nhám là phiên bản phanh ABS. Thì phiên bản phanh CBS hiện tại ngay tại cửa hàng siêu thị xe máy Thịnh Vượng Phát sẽ có mức giá là 53 triệu đã bao gồm thuế VAT rồi.
Còn đối với mà phiên bản mà ABS sẽ là 58 triệu. Vậy nếu so phiên bản ABS của nhập khẩu 58 triệu và cái phiên bản 56 triệu của thằng thể thao thì các bạn sẽ thấy nó chênh lệch nhau khoảng tầm có 2 triệu thôi. 2 triệu thôi các bạn, duy nhất chỉ 2 triệu thôi. Còn 30 tháng 12 xe nó về tại đại lý, chênh lệch giá bao nhiêu và chương trình khuyến mãi như thế nào thì mình sẽ cập nhật cho các bạn thêm. Các bạn nhớ follow kênh của mình để có thể được cập nhật những cái thông tin tin tức này xe máy này nọ vào cuối năm này nha các bạn ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào test drive để thử coi cái vấn đề mà chạy xe nó như thế nào, loại bỏ cái vấn đề mà kiểu dáng mập mạp hay là như thế nào đó, mình phải trải nghiệm chiếc xe máy móc nó như thế nào thì lúc đó là mình mới có hứng thú với em đó ha. Anh em nào mà chưa chạy trải nghiệm thì đi thử lên hết 30 tháng 12 chạy trải nghiệm thử đi nha các bạn. Bây giờ chúng ta đi test drive thôi. Thì bây giờ mình đang có mặt tại cái khu vực test drive của Baro 160. Thì bây giờ mình sẽ chạy thử và test thử cái độ phuộc của nó, độ nhúng của nó, độ bốc của nó và cái độ thắng ABS nữa để xem là chiếc xe này nó chạy nó có ngon hay là không. Và sẽ cho các bạn một cái sự trải nghiệm là gọi là chân thực nhất. Tại vì nếu như mà để review những chiếc xe này mà khen chê này nọ kiểu thì các bạn cũng không có cảm nhận được nó quá nhiều. Bây giờ mình sẽ chạy thử để các bạn xem thử là nó có trải nghiệm như thế nào. Bây giờ mình sẽ gắn Google lên rồi mình sẽ bắt đầu chạy thử hai vòng cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi cái phiên bản ABS nha. Rồi thì bây giờ bắt đầu mình sẽ chạy thử chiếc Baro 160 này nha các bạn. Đấy, nói chung là cái cảm giác ngồi của mình như thế này á, đối với chiếc xe này thì nó rất là thoải mái ha. So với AB thì mình ngồi cảm giác lái cũng rất là ok. Bây giờ mình sẽ chạy thử nha. Wow, ga đầu rất bốc nha các bạn. Đấy, chú ý tốc độ góc cua và các đoạn đường gồ ghề khi lên dốc nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ chạy thử chứ nha các bạn. Đấy, đó, thắng ABS rất là ngon nha các bạn. Đấy, nói chung là cái phần đầu xe lắc thì nó rất ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thử cái dốc này nha các bạn. Đấy, phục ok. Đó, cảm giác cái phục ở phía trước nó hơi cứng nha các bạn. Cảm giác phục phía trước hơi cứng. Con đường rất là ngoằn ngoèo nha các bạn. Mà mình đang đi Google và không thấy đường để đi. Đấy, nói chung là cảm giác lái rất là ok. Bây giờ mình sẽ chạy. Đấy, rất là ok ha. Thắng ABS rất là an toàn. Đó, phục thì cảm giác phục trước thì nó hơi cứng nha các bạn. Phục trước nó hơi cứng. Rồi độ nhích ga thì nó sẽ mạnh hơn 125 và 150 một tí xíu. Nó nhiều mạnh hơn 25 tại vì cái độ nước ga đầu nó bọt sẽ rất là ok. Đấy, giờ mình nhích ga. Và cái cảm giác đầu tiên của mình khi mà leo lên xe này chạy á, thì mình sẽ cảm giác là nó sẽ rất là mượt và nó không có bị rung ga đầu đó, như là chiếc Airbag 160 nha. Rồi bây giờ mình đã test drive xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ trả xe về chỗ cũ. Rồi thì đó là một số trải nghiệm nhanh của mình về chiếc Baro 160 này. Nói chung là cảm giác lái thì bốc thì sẽ có bốc rồi. Còn cái phần rung ga đầu của xe thì mình cảm nhận là nó không có bị rung ga đầu. Còn thời gian sử dụng như thế nào thì mình vẫn chưa biết được nha các bạn. Và cái phuộc thì cảm giác của mình đối với thằng này, cái phuộc trước thì hơi cứng một tí xíu. Nhưng mà sẽ ổn, nếu mà chạy thời gian mình nghĩ nó sẽ mềm lại thì nó sẽ ok ha. Rồi đòn thắng ABS thì không phải bàn cãi rồi, rất là ngon và rất là an toàn. Đặc biệt là thanh đĩa phía sau nữa, nó giúp cho các bạn nào mà thích đi phượt á thì có thể sử dụng chiếc xe này để mình đi phượt, đi tour này nọ ok hơn nha. Rồi thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh của Vlog 61 nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.